Từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra, ta đã thấy Ukraine bị chính các nhà ngoại giao của mình bóp rất nhiều lần. Thậm chí đến ông Zelensky cũng không ít lần cho mồm đi chơi xa với những phát ngôn gây tranh cãi. Vậy khi phong cách ngoại giao đặc biệt này của Ukraine trở thành một hệ tư tưởng, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ có cái trend bóp đồng đội ở tầm châu lục. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen đã tuyên bố trong một video đăng trên Twitter rằng hơn 100.000 sĩ quan quân đội Ukraine đã thiệt mạng trong 9 tháng kể từ khi Nga đưa quân vào nước này. Đồng thời cho biết thêm rằng khoảng 20.000 dân thường cũng đã thiệt mạng do các cuộc giao tranh của Nga và Ukraine. Con số 100.000 là rất lớn với quy mô quân đội của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Tuyên bố này của bà Chủ tịch EU được cho là hành động lấy đá đè chân đồng đội. Bởi lẽ truyền thông Ukraine và phương Tây trước giờ vẫn cố vẽ ra một viễn cảnh là quân đội Ukraine đang chiến thắng giòn giã trên chiến trường với thiệt hại về quân số hết sức ít ỏi, khoảng 10.000 cho đến 13.000 binh sĩ mà thôi. Ít hơn rất nhiều con số mà bà von der Leyen đã tiết lộ. Phía Ukraine cũng nhiều lần cho biết rằng Nga mới là bên thiệt hại nhiều hơn. Con số cụ thể thì theo Tổng thống Zelensky là gấp 10 lần. Vậy nên tuyên bố của Chủ tịch EU đã khiến Kyiv hết sức khó chịu và gây ra phản ứng dữ dội. Sau khi đoạn video được công bố, Bohdan Senik, phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng chúng tôi không thể xác nhận con số này, đồng thời nói thêm chúng tôi nhấn mạnh rằng tổn thất của quân đội Ukraine là thông tin mật và là chủ đề bị giới hạn công bố. Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine, ông Sergei Nikiforov thì nói rằng thông tin về những tổn thất là nhạy cảm, vì vậy nó chỉ có thể được tiết lộ bởi Tổng tư lệnh, Bộ trưởng Quốc phòng hay là chính Tổng thống. Nhận thấy sai lầm của mình, phía EC sau đó đã xóa thông điệp của bà von der Leyen trên mạng xã hội và thay thế bằng một bài đăng khác không nhắc tới con số thương vong của phía Ukraine. EC không giải thích thêm về động thái của họ. Thế nhưng nhanh đến mấy thì cũng không nhanh bằng tốc độ cáp màn hình của cư dân mạng được. Video đầy đủ tuyên bố của bà Chủ tịch EU vẫn đang lan truyền trên mạng xã hội. Và câu hỏi được đặt ra bây giờ là đâu mới là con số chính xác? Là bà Chủ tịch EU lỡ mồm hay là Ukraine đang giấu giếm thất bại của mình? Để chữa cháy khi sự nghi ngờ trong dư luận đang lên cao, Phó phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu Dana Spinan đã đăng trên Twitter một lời đính chính, viết rằng rất cảm ơn những người đã chỉ ra sự không chính xác về các số liệu trong phiên bản trước của video này. Ước tính được sử dụng từ các nguồn bên ngoài, lẽ ra phải đề cập đến thương vong, tức là cả người chết và người bị thương. Tức là theo ý của bà này, thì Chủ tịch EU đang nói tới con số binh sĩ Ukraine chết và bị thương, nhưng đã dùng sai từ ngữ khi phát biểu gây ra hiểu lầm. Trong cuộc họp báo để chữa ngượng diễn ra sau đó, khi bị phóng viên hỏi dồn về nguồn thông tin, thì bà Spinan liên tục từ chối tiết lộ và cũng từ chối giải thích tại sao thông tin này lại xuất hiện trong bài phát biểu của bà von der Leyen. Thấy EU và Ukraine đang lục đục, tự bóp lẫn nhau, thì dĩ nhiên Nga không bỏ qua cơ hội để châm biếm. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev vẫn thẳng tính như mọi khi, phán luôn rằng việc quan chức EU đăng bài về thiệt hại quân số của Ukraine rồi lại vội vàng xóa, cho thấy liên minh này đang phải phụ thuộc vào Mỹ. Ông nói, không có liên minh châu Âu-EU, chỉ có bang thứ 51 của nước Mỹ. Vậy là mất bao công, Mỹ và Ukraine xây dựng hình ảnh về một chiến thắng sắp tới gần, thì nay lại bị EU đạp đổ chỉ với một tuyên bố. Đó có phải là sự thật không thì chả ai dám chắc được. Nhưng nếu nói như ông Zelensky rằng Nga đã thiệt hại gấp 10 lần Ukraine thì càng khó tin hơn con số mà châu Âu tiết lộ nữa. Nhiều chuyên gia quân sự cũng nhìn thấy những lỗ hổng này trong những công bố của Mỹ và Ukraine. Cựu cố vấn Bộ Quốc phòng Mỹ, đại tá Douglas MacGregor đã rất thẳng thắn khi viết trên một bài báo trên trang Viện Ý tưởng Hoa Kỳ, nói rằng Ukraine đang thua, đừng tự tâng bốc mình nữa. Bài báo này viết rằng, các nhà lãnh đạo quân sự, chính trị của chúng ta, những người đã đẩy Mỹ vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam, Ban Căng, Afghanistan và Iraq, họ đã làm như vậy bởi vì họ chắc chắn rằng những cuộc chiến này sẽ diễn ra nhanh chóng và thắng lợi. Các tổng thống Mỹ, các cố vấn của họ và các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao chưa bao giờ xem xét đến một phương án tránh xung đột và chỉ tham chiến nếu như đất nước của chúng ta bị tấn công, hay đơn giản là khi chúng ta bị buộc phải chiến đấu. Đại tá MacGregor cho rằng Ukraine đã trở thành nạn nhân của lối suy nghĩ này. Mỹ không muốn phân tích hết sức mạnh và lợi ích chiến lược của Nga. Họ chỉ nhìn Nga qua lăng kính có tiêu điểm rất hẹp, và điều này đã tạo ra hiệu ứng phô trương sức mạnh của Mỹ và Ukraine.
Đại tá Mỹ nhấn mạnh rằng chính quyền Biden đang liên tục phạm tội không thể tha thứ được trong một xã hội dân chủ. Đó là không nói cho người Mỹ biết sự thật, những điều trái ngược với câu chuyện Ukraine chiến thắng phổ biến của truyền thông phương Tây. Mỹ ngăn chặn những thông tin tiết lộ sự thật đang diễn ra. Trên thực tế thì Ukraine không chiến thắng và sẽ không thể thắng cuộc chiến này. Nhiều tháng thương vong nặng nề của người Ukraine, kết quả của một loạt các cuộc tấn công vô nghĩa nhằm vào hệ thống phòng thủ của Nga ở miền nam Ukraine đã khiến các lực lượng Ukraine suy yếu một cách nguy hiểm. Ông cho biết thêm rằng các đồng minh của Mỹ đang ở trong tình trạng rối như tơ vò khi tuân thủ chính sách mà người Mỹ đã khởi xướng. Người dân các nước đang phẫn nộ và tức giận, nguy cơ họ đứng lên để chống lại chương trình nghị sự của ông Biden và kêu gọi thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ là rất cao. Ngược lại, nước Nga của ông Putin dường như đã có được sự chuẩn bị rất tốt. Họ đang đi đúng quy trình. Trong khi phương Tây thì suy yếu, Nga đang nổi lên với sự linh hoạt trong chiến thuật, sự dồi dào về nhân lực cũng như vũ khí. Rõ ràng là cán cân sức mạnh quân sự có thể dễ dàng nhìn rõ được. Như vậy, theo đại tá McGregor, những câu chuyện về chiến thắng của Ukraine do Mỹ vẽ ra chỉ là tự huyễn hoặc nhằm lừa dối chính người dân của mình. Cựu sĩ quan tham mưu của lục quân Mỹ, học giả Mỹ David Pyle cũng có cùng ý kiến như vậy. Các nhà lãnh đạo phương Tây cho rằng Nga đang bên bờ vực thất bại trong cuộc chiến ở Ukraine và quyền lực của ông Putin ở Nga sẽ bị đe dọa sau thắng lợi bất ngờ của Ukraine ở Kharkov. Tuy nhiên, tác giả Pyle cho rằng đánh giá như vậy là sai lầm. Theo ông, điều cốt lõi mà các nhà lãnh đạo Mỹ cần hiểu và chấp nhận là Ukraine không có cơ hội thực sự để giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga. Thậm chí nếu Ukraine thành công trong việc tái chiếm tất cả lãnh thổ đã mất từ tay Nga, thì ông Putin vẫn có thể triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật để đánh bại Ukraine theo học thuyết quân sự của Nga. Leo thang để giảm leo thang. Ông Putin cũng có thể chính thức tuyên chiến với Ukraine và động viên đầy đủ 2 triệu quân dự bị để áp đảo lực lượng phòng thủ của Ukraine, ép buộc nước này phải đầu hàng. Viễn cảnh này sẽ thúc đẩy giới lãnh đạo Mỹ làm bất cứ điều gì cần thiết để thuyết phục Ukraine đàm phán hòa bình với Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột càng sớm càng tốt. Theo ông Pyle, chỉ có duy nhất một cách phương Tây có thể ngăn Ukraine thất trận trong vài tháng tới và tránh xung đột hạt nhân với Nga, đó là trở lại với bàn đàm phán. Tổng thống Mỹ Joe Biden cần kêu gọi một lệnh đình chiến và một thỏa thuận ngừng bắn. Pyle coi đây là cách để Ukraine bảo tồn hệ thống chính trị, kinh tế của mình, cũng như duy trì sự kiểm soát đối với 81% lãnh thổ của họ. Việc Nga và Ukraine đàm phán sớm một lệnh ngừng bắn lâu dài, tránh leo thang thành xung đột hạt nhân, cũng phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Dựa trên các phân tích trên, học giả Pyle đề xuất chính quyền Tổng thống Biden không thực hiện các lệnh trừng phạt kinh tế mới chống lại Nga, ngừng gửi thêm quân Mỹ sang Đông Âu và ngừng viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine để đổi lại một lệnh ngừng bắn tức thời và lâu dài từ phía Nga. Việc ngừng các lệnh trừng phạt theo sau một thỏa thuận hòa bình sẽ giảm áp lực kinh tế lên hàng triệu công dân Mỹ đang phải hứng chịu suy thoái kinh tế bắt nguồn từ các lệnh trừng phạt của phương Tây áp lên Nga. Một thỏa thuận đình chiến như thế này sẽ chấm dứt giao tranh và cho phép hàng triệu người tị nạn Ukraine quay trở về nhà và bắt đầu quá trình tái thiết và phục hồi kinh tế. Mục tiêu của thỏa thuận là tránh tình trạng xung đột đóng băng bắt nguồn từ các thỏa thuận Minsk và tìm cách chấm dứt thực sự xung đột quân sự giữa đôi bên. Chính Ukraine thu lợi lớn nhất từ thỏa thuận đình chiến này, nhưng mọi quốc gia liên quan vào cuộc xung đột cũng đều hưởng lợi. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình nhé!